Bây giờ là 9 giờ tối ngày 25 tháng 2 và thời điểm NVIDIA cho phép chúng mình review chiếc RTX 3060. Và các bạn sẽ rất may mắn nếu mà các bạn mua được chiếc card này với mức giá đúng của nó là khoảng tầm 12 đến 14 triệu đồng. Còn thực ra thì mình nghĩ là hiện tại sau với cơn sốt Bitcoin đã thổi giá lên thì mình nghĩ là con card này cũng đầu cơ bên ngoài ông ấy bán khoảng tầm là 26 đến 27 triệu hoặc là hơn 30 triệu cho một chiếc 3060. Thế này mình vẫn sẽ review, nhưng mà thực sự là mình nghĩ là để các bạn mua được con card này này thì có lẽ phải đợi khoảng tầm một tháng nữa với coi giảm thì may ra chúng ta mới mua được những con 3060 với giá tốt. Và mặc dù NVIDIA họ đã có một cái động thái là họ thông báo là họ sẽ cắt cái phần hiệu năng 3060 đào coi bằng thông qua việc driver, và rất có thể driver được download vào tối hôm nay, là bản chính thức của NVIDIA họ đã bắt đầu cắt giảm hiệu năng đào coi rồi. Nhưng mình không biết là liệu những nông dân cày coi họ có mua về họ hy vọng là một siêu nhân Trung Hoa không ở đấy viết lại BIOS, cả lại driver, up BIOS cho con này để cày lại được coi hay không thì mình không biết. Nhưng mà trước mắt thì mình vẫn thấy là cái trào lưu đặt 3060 này vẫn đang rất là mạnh, và mình nghĩ chưa có sự thuyên giảm gì, và cái chiến lược của NVIDIA có lẽ vẫn chưa đem lại tác dụng gì cho chúng ta. Nhưng mà vì đấy thì có lẽ chúng ta để sau đi. Còn hôm nay thì mình quay trở lại với chiếc 3060. Phiên bản mình cầm trên tay là của Quadro Litech. Thì Litech là một cái thương hiệu chuyên sản xuất những con card Quadro, và như bây giờ họ lan sang cả phần card gaming nữa và điển hình với những chiếc như 3060, 3070 ngày trước. Chiếc 3060 này là phiên bản màu trắng và nó sẽ có hai quạt ở đây. Và bản thân chiếc 3060 là một chiếc rất là tiết kiệm điện, tại vì nó chỉ có dùng được một đầu 8 pin thôi, và cái board của nó các bạn thấy rất là ngắn, bo mạch của nó rất là ngắn này. Nên tí em sẽ cắm vào, các bạn thấy cái dây lòng phòng đây nhìn rất là vui mắt. Đằng sau chúng ta có một cái backplate bằng nhựa. Và mình sẽ không nói nhiều về thiết kế của dòng 3060, tại vì mỗi hãng họ có một kiểu. Và như là mình sẽ nói sâu hơn một chút về cái phần hiệu năng 3060. Thì trước đây chúng mình đã có một cái clip ý, và chúng mình nói là 3060 có lẽ không tốt như các bạn nghĩ. Thì các bạn có thấy nhé, là con 3060 này nó bị cắt giảm tất cả từ lượng CUDA core đến Tensor core bằng cắt giảm khoảng tầm 35% so với cả 3060T. Tức là mặc dù cùng một tên 3060 nhé, nhưng chiếc 3060T sử dụng GPU là GA104 dùng chung với cả 3070, chỉ cắt giảm một chút thôi. Còn 3060 lại dùng riêng một GPU là GPU GA106, và gần như là một chiếc 104 và cắt đôi ra. Tức là các bạn nhân của con 3060 này rất là bé. Và NVIDIA họ đặt cái dòng 3060 này thì có lẽ là một cách gọi là hơi gây lú, tại vì thực ra là mình nghĩ con này là con 3050T thì đúng hơn. Tại vì 3060 gì mà lại dùng GPU khác 3060T. Thì nói gì nói đấy là vấn đề của họ thôi. Và với cái việc mà cắt giảm toàn bộ khoảng tầm 35% tất cả số nhân từ Tensor Core, CUDA Core, thì hiệu năng của chiếc 3060 này thì mình nghĩ nó cũng sẽ là thấp hơn so với cả chiếc 3060T. Và thực sự trong phần thử nghiệm thì ở đây mình có một cái bảng, là cái bảng về hiệu năng của chiếc 3060 so với 3060T. Thì hiện tại do là chúng mình không thể nào có trên tay một chiếc 3060T nào, tại vì bị mua hết rồi. Mặc dù là chúng mình đã có những chính sách, đó chính là chỉ bán các màn hình kẹp máy tính với cấu hình tương đương, nhưng mà dù gì nhu cầu bây giờ mua rất là lớn, nên là mình chỉ có đem kết quả của chiếc 3060 này chúng ta test với cả những chiếc Core i9 10900K và so sánh với chiếc 5950X test cùng với cả 3060T. Thì thực ra hiệu năng của 10900K với cả 5950X ấy, nó cũng gần như xem nhau, nên chúng ta có thể tạm gọi kết quả này là khá là chính xác. Và do thời gian có hạn thì mình mới chỉ test được độ phân giải 2K. Thì trong tất cả các tựa game chúng ta đều có mức chênh lệch hiệu năng từ 20 đến 80%. Mức chênh lệch này rất là lớn, và điều đấy cũng dễ dàng lý giải tại vì NVIDIA họ cắt giảm gần như là một nửa số nhân của chiếc 3060 để làm chiếc 3060 này. Và sau các bạn xem trên bản này, các bạn muốn xem một cái gì nó kỹ hơn, kỹ càng hơn thì các bạn có thể click vào cái đường link ở bên trên này, tại vì chúng mình có một kênh là kênh Hà Nội Computer Test Game, thì chúng mình sẽ lưu lại toàn bộ tất cả hình ảnh test, thì các bạn có thể xem rõ ràng phần trong game 3060T khác gì 3060. Và clip đấy thì hiện tại bây giờ đang có trên kênh rồi và các bạn có thể xem. Thì thực sự là với một chiếc 3060 như thế này, nó có mức giá là khoảng tầm 11 triệu đồng cho đến 14 triệu đồng, tức là rẻ hơn 3060T khoảng tầm 5 triệu đồng, tức là 3060T khoảng tầm 17 triệu đồng với mức giá bán lẻ đề xuất nhé. Mình không tính đến giá bán cây coi, tại vì giá bán cây coi là lên một cái gì đấy gọi là mind blow. Mình nghĩ là hiệu năng này chấp nhận được, tại vì 3060T cho chúng ta một cái hiệu năng chơi game 2K rất là ổn định, các tựa game mình test đều trên 60fps rất ngon lành. Nhưng 3060 không cho chúng ta một cái khả năng chơi game 2K tốt, tại vì tất cả những tựa game mình test gần như không một game nào 3060 đạt được mức trên 60fps ở trên cái độ phân giải 2K cả.
mà chúng ta có lẽ chiếc 3060 này dành cho các bạn nào muốn chơi game ở tầm phân giải Full HD. Và các game bây giờ, các game mạnh, các bạn muốn chơi game tầm phân giải Full HD và trên những màn hình 144Hz thì những chiếc như là 3060 này nghĩa phù hợp hơn cả. Còn nếu các bạn muốn chơi 2K max setting thì những chiếc như là 3060T nó là lựa chọn tốt hơn. Còn 3060 này vẫn có thể chơi, các bạn chơi được 2K nhưng mà các bạn phải giảm setting xuống mức medium các bạn mới chơi được. Còn các bạn muốn chơi max setting ngon nhất thì phải chơi ở phân giải là Full HD nhé. Và vừa rồi thì mình cũng nói qua về cái sức mạnh của chiếc 3060. Còn bản thân của mình nghĩ thì dù gì nói thì so với thế hệ cũ thì chiếc 3060 này vẫn có những cải tiến rất là đáng giá. Các bạn có những khả năng ray tracing chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với 2060. Nếu như ở các bạn review trước của mình ý, thì RTX 2060 chỉ đủ cho các bạn cưỡi ngựa xem hoa thôi. Còn 3060 thì đủ cho các bạn chạy cả ray tracing ở độ phân giải Full HD khá là thoải mái và rất là ngon. Tại vì đấy, hiệu năng ray tracing trên dòng đầu 3 này rất là tốt và nó ổn định. Còn nếu mà vào đây có lẽ là một cái sản phẩm cả rất tốt cho các bạn mà muốn chơi các tựa game offline mới nhất hoặc là chơi game online. Các bạn chơi offline chơi được 144Hz ở độ phân giải Full HD. Còn các bạn chơi game offline online các bạn có thể chơi được độ phân giải là Full HD và lên đến tầm 240Hz đến hơn 300Hz thì tùy thuộc vào các bạn mà thôi. Còn bây giờ thì mình chúc các bạn may mắn nếu các bạn mua được một chiếc 3060 này vào thời điểm hiện tại. Và mình nghĩ là có lẽ là việc mua con 3060 này sẽ tốt hơn khi mà khoảng tầm 1 tháng sau đến 2 tháng sau khi mà chiếc cạc có hàng đầy đủ và nó về đúng giá của nó. Và hy vọng là NVIDIA có thể khóa cứng được con 3060 này không cho đào coi. Còn nếu mà lại cho nó đào coi tiếp ý, thì có lẽ là chúng ta phải còn thời gian khá là lâu nữa chúng ta mới có thể sở hữu những chiếc 3060 này. Và anh em đừng quên với mỗi 5.000 sub chúng mình sẽ có cái đợt giveaway. Và hiện tại bây giờ là 119.400 sub rồi, chúng ta chỉ còn 600 sub nữa thôi là chúng ta có đợt giveaway đầu tiên. Và xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Và mình sẽ giới thiệu anh em một giải pháp chơi game vào mùa dịch không cần cả màn hình.